Bộ phim Chồng Cũ Tán Tỉnh. Tập 11. Sao lại à? Nè Tiểu Lôi, năm đó người chiến hữu đồng cam cộng khổ với mẹ em là dì Bạch, mẹ của chị. Mẹ của chị đã giao toàn bộ quyền quyết định của em cho chị rồi. Em yên tâm, chỉ cần chị còn ở đây, chuyện của em chị sẽ nhất định giải quyết một cách êm đẹp. Em cảm ơn chị Bạch. Nhưng mà em có bạn trai rồi. Em có bạn trai rồi sao? Vậy thì chị phải gặp mới được. Dạ thôi, thực ra anh ấy rất kẹt xe. Em khiêm tốn quá rồi, làm sao có thể như vậy được chứ? Người này nhất định chị phải gặp. Chị còn phải về báo lại với mẹ em, về mẹ của chị nữa chứ. Vậy thì em không sợ chị cười nhạo em nữa. Bạn trai của em là anh ấy. Ở đây. Như vậy mà là kim bao kẻ sĩ như sao chứ? Như thế này là cao quý sang trọng mà. Làm sao cô biết tôi tên là Cao Đại Thượng vậy? Anh tên là Cao Đại Thượng sao? Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi trời, đây là duyên phận rồi. Ngồi tới đây ngồi đi. Được rồi. Nhìn anh khôi ngô túng túng thiệt. Anh lau miệng cho sạch một chút đi. Cô nhìn xem, đây là danh thiếp của tôi, tên Cao Đại Thượng, là bác sĩ thẩm mỹ của bệnh viện Hy Tư. Nếu như cô cần sự tư vấn nào về thẩm mỹ, có thể đến tìm tôi. Được được, lại quảng cáo cho bệnh viện. Đây gọi là yêu nghề kính nghiệp. Nào cười một cái. Được rồi. Tốn. Sao vậy? Anh không thích chụp ảnh hay sao? Không phải, có chụp ảnh không? Vậy thì chụp thôi. Được rồi, rất đẹp, đẹp trai lắm. Đứng lên đi, để mẹ em có thể nhìn thấy anh ấy. Đúng rồi, nào nào. Đợi một chút, tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của cô. Chuẩn bị xong chưa? Tốt, rất tốt. Còn kiểu này nữa, đó là quay đầu lại một chút rồi cười lên. Được rồi, tốt. Được rồi, như vậy là được rồi. Mẹ em rất thích xem xí. Biểu diễn một chút đi. Được rồi, tôi cũng không giỏi làm xí lắm. Xong rồi đó, như vậy là được rồi. Mệt quá rồi. Thêm một lần nữa. Đây là ai vậy? Cô ta là ai? Chị ấy tên là Bạch Tú Nga. Cô ấy không phải là Bạch Tú sao? Cô ấy làm như vậy là có ý gì chứ? Chuyện này, chị ấy là con gái của dì Bạch, một người bạn cũ của mẹ em. Con gái dì Bạch, tại sao họ của cô cũng là họ Bạch vậy? Tôi với mẹ tôi mang họ Bạch không được sao? Được rồi, xong rồi. Tạm biệt. Tiểu Lôi, sau này nếu như có chuyện như thế này nữa, có thể nói cho tôi chuẩn bị trước một chút được không? Tôi vẫn đang còn ăn ngon lành. Cô làm như vậy khiến tôi xấu hổ với người nhà của cô lắm. Mẹ tôi nóng lòng muốn tìm bạn trai cho tôi. Tôi lo lắng nên định cực cứng một người cho trẻ như anh đó. Tôi không nói anh làm kỹ đồ. Không phải mẹ cô muốn xem xí hay sao chứ? Cô nói tôi không biết làm gì khác còn gì. Khi đó tôi có một ý tưởng khác. Xong rồi. Bác sĩ Cao à, anh chính là trụ cột chính của công ty chúng ta. Không dám, không dám. Vì vậy tôi muốn thăng chức cho anh làm phó chủ tịch kinh doanh cho công ty chúng ta đó. Thật sao? Đúng vậy. Không phải tôi đến đây để hỏi ý kiến của anh hay sao chứ? Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện đó. Anh vẫn còn nghĩ kỹ hay sao? Tôi nghĩ tôi nói với anh như vậy rồi, anh sẽ phải vui mừng hạnh phúc chứ.
Vậy mà anh cũng cần phải suy nghĩ. Viện trưởng, cô nghĩ đến tôi và chồng dùng tôi thực sự rất cảm ơn cô. Nhưng mà lý tưởng của tôi thực sự chính là muốn trở thành một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thực sự không quan tâm đến việc làm phó chủ tịch. Là như vậy sao? Bác sĩ Lý trước giờ luôn nghĩ về chuyện này. Vậy để tôi đi tìm hỏi ý kiến của anh ấy vậy. Rồi một chút, tôi cũng không nói là bản thân tôi không làm. Cô cũng phải cho tôi ít thời gian để suy nghĩ kỹ chứ. Anh làm việc cứ suy nghĩ chậm chạp, nghĩ tới nghĩ lui. Như vậy rồi còn muốn suy nghĩ kỹ gì chứ? Tôi vẫn phải quan sát anh thêm nhiều hơn. Tại sao mình khiêm tốn quá vậy chứ? Mình đúng là ngu ngốc mà. Anh đâu ra ngàn bác sĩ Cao? Không có, tôi chỉ đang tập hoạt động cơ mặt thôi. Do tôi thấy tôi mập quá rồi. Cô đến đây để khuyên tôi nhận chức phó viện trưởng hay sao? Tôi đến đây để thuyết phục anh giả làm bạn trai của tôi. Sao chứ? Mẹ tôi gọi điện đến, muốn đến điều tra về anh. Mẹ cô cũng đến điều tra tôi sao? Không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể làm phiền anh tiếp tục giả làm bạn trai của tôi. Chuyện quá gì vậy chứ? Vậy tôi sẽ trở thành diễn viên nữa sao? Đúng vậy đó. Ngày hôm đó chị Bạch gửi danh thiếp và ảnh anh giả làm con kỷ lục gửi cho mẹ chị ấy xem. Chị Bạch đưa cho mẹ tôi xem, mẹ tôi gửi cho tôi xem. Giờ không còn cách nào khác nữa. Nhưng vấn đề là tôi không có lịch trống. Có đến vậy sao? Vấn đề là tôi không thể nói dối được. Mẹ của cô nhất định có thể dẹp trừ ngay lập tức. Trừ khi là tôi làm bạn trai thực sự của cô. Anh muốn lợi dụng khó khăn của người khác đúng không? Có gì mà không thể chứ? Nhờ anh giả làm bạn trai của tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm. Tôi không thích hợp hay sao chứ? Vậy khi đến gặp mẹ cô, tôi sẽ nói rằng tôi đã hơn 50 tuổi rồi. Vì mới ly hôn xong, không nhà không xe, ngoài ra còn có một đứa con nữa. Anh đang cố tình hại tôi đúng không? Một người đàn ông to lớn mà lại hẹp hòi như vậy. Anh phải nói rằng anh đã độc thân 30 năm nay rồi, thu nhập cũng cao, có nhà có xe. Hay anh nói bản thân đang điều hành bệnh viện này đi. Thôi đừng, như vậy thì quá khoa trương rồi. Tôi mà nói dối sẽ đỏ mặt và phải đi vệ sinh đó. Nhưng con cáo già có thể trở thành một con thỏ trắng mà. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh đỏ mặt. Mẹ tôi rất hài lòng về vấn đề này. Bà ấy sẽ không bận tâm nữa. Bởi vì tìm được bạn trai cho tôi là việc quan trọng nhất. Mẹ tôi nói sẽ tái hôn với ba tôi. Ba mẹ cô ly hôn thật à? Khi tôi còn nhỏ, bọn họ đã ly hôn một lần rồi. Sau đó vì tôi mà bọn họ lại tái hôn. Và cứ như vậy đã ồn ào được nửa đời người rồi. Nhưng vào năm ngoái lại ly hôn tiếp. Bây giờ hai người vẫn sống chung chung một căn nhà, nhưng không ai quan tâm đến ai. Nếu có chuyện gì thì chỉ nhắn tin qua WeChat. Vậy ba mẹ cô có thực sự là hợp nhau không đó? Ngày mai mẹ tôi sẽ đến. Anh nhất định phải bảo vệ an toàn giúp tôi đó. Ngày mai là cuối tuần. Không được. Tôi hứa với con trai sẽ đưa nó đi chơi rồi. Để cho con trai anh nghỉ một ngày đi. Trước mặt con trai tôi là một người hiền lành tốt bụng. Đi cùng con trai anh quan trọng hơn hay là nói dối mẹ tôi quan trọng hơn chứ? Ở với con trai, nói dối mẹ cô quan trọng hơn. Tất nhiên là chuyện nhà ký quan trọng hơn con trai tôi rồi. Mẹ mau vào đi. Mẹ à, mẹ ngồi trước đi. Lấy cho mẹ ly nước. Nước đây. Lộ lộ à, con có bạn trai thật hay sao chứ? Con có rồi. Vậy tại sao mẹ không thấy có đồ đạc con trai trong nhà con vậy? Từ khi mẹ bước vào cửa, mẹ đã khám xét rồi sao? Mẹ có phải quá để tâm rồi không chứ? Không phải con thuê một người đàn ông nào đó để lừa mẹ đấy chứ? Mẹ đang nghi quá rồi đó. Thảo nào ba con không chịu nổi mẹ. Bạn trai cũng thuê được hay sao chứ? Có gì mà không được? Còn có người thuê bạn gái dẫn về nhà ăn Tết. Mẹ có thể điều tra theo ý của mẹ. Sau khi mẹ hài lòng rồi, mẹ có thể tái hôn với ba con không? Chỉ cần con vượt qua bài kiểm tra của mẹ, mẹ sẽ tự giác giao hàng đến nhà của con luôn. Sinh nhật tối hôm nay, con sẽ đưa bạn trai đến ra mắt mẹ đó. Gặp mặt sao? Con muốn mẹ quay về như vậy sao? Con phải chỉ gặp gỡ người ta thôi sao chứ? Cũng để mẹ kiểm tra con còn gì. Phải kiên nhẫn. Đúng rồi. Con nghĩ mẹ đã sống với ba của con đi. Con nói ông ấy, con nói xem sự nghiệp ông ấy có thành công hay không chứ. Vậy mẹ có thành công hay không?
Cô đi đi, không nghiêm túc gì hết. Ai vậy? Tôi đến đây. Bữa tiệc sinh nhật đều đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, đảm bảo sẽ rất vui. Giới thiệu một chút, đây là mẹ tôi, còn đây là Huệ Phương. Con chào dì. Huệ Phương à, dì nghe lộ lộ nhắc về con rồi. Cảm ơn con đó, xem ra buổi sinh nhật này làm con vất vả rồi. Không sao đâu dì, đây là công việc mà một quán bar con nên làm. Hôm nay con đã mời rất nhiều bạn bè đến cùng chung vui, cho nên dì nhất định phải đến. Tất nhiên rồi, cô yên tâm đi, mọi thứ đồ ăn đồ uống đồ trang trí đều được sắp xếp hết rồi. Mọi người đều đến, cả các người ở đối diện cao đại thượng, còn có Kim Cục Cương, Ách Tiểu Kiến. Đợi một chút, nhà đối diện là Cao Đại Thượng sao? Mẹ đợi con một chút. Quỳ Phương à, cảm ơn cô nhiều lắm. Bây giờ cô giúp tôi. Tôi còn chưa nói xong mà. Dì ơi, nhất định tối nay phải đến. Tối nay cô phải ăn mặc đẹp một chút, nhớ phải mang bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm kỹ một chút đó nha. Mẹ đừng nhìn con như một giáo viên cấp 2 vậy chứ. Cao Đại Thượng ở đối diện sao? Anh ấy chỉ tạm thời sống ở đây thôi. Vì ngôi nhà của anh ấy đang được sửa chữa lại. Sống gần đây vậy sao? Bây giờ mẹ sẽ đi tìm gặp cô ấy. Mẹ đợi con một chút, con gọi điện thoại cho anh ấy. Không được gọi. Mẹ muốn cho cậu ta trở tay không kịp. Con làm gì vậy chứ? Làm gì? Mẹ muốn xem tình hình thực tế như thế nào. Để con đưa mẹ đi. Nhanh lên. Ách Tiểu Kiến, chị Tiểu Lộ, đây là mẹ của chị. Con chào dì. Chào con. Những kết tóc của con nhìn lạ quá. Không phải Cao Đại Thượng cũng sẽ táo bạo như vậy chứ. Mẹ đừng so sánh lẫn lộn như vậy chứ. Cao lớn cường tráng hay không, mẹ bước vào cửa sẽ thấy. Mau mở cửa đi. Một cái lớn, hai cái lớn, ba cái lớn, bốn cái lớn, năm cái lớn, sáu cái lớn, bảy cái lớn. Anh Cao Đại, tám cái lớn. Anh Cao Đại, một cái lớn, hai cái lớn, ba cái lớn. Đây chính là Cao Đại Thượng cường tráng lần trước làm con khỉ đúng không? Vậy lần này là con gì đây? Một con chó sói lớn hay sao? Mau đứng dậy, mẹ em đến rồi. Ai đến? Là mẹ em đến, đặc biệt đến đây để gặp anh đó. Con xin lỗi, để gì phải chê cười rồi. Con không biết gì đến đây. Bàn tay của con hơi bẩn một chút. Con chào gì? Sao anh lại bò trên mặt đất vậy? Đây là phương pháp tập thể dục mới nhất, giúp giảm mỡ dùng eo và dùng bụng rất hiệu quả. Anh ấy có rất nhiều bài tập luyện thể dục. Có khi sẽ bò trên mặt đất, có khi đi lùi, có khi đập bụng vào tường. Đập bụng vào tường sao? Đó là cách tập thể dục độc đáo của anh ấy thôi. Những năm này anh ấy đã không ít lần đụng vào tường rồi. Anh ấy vẫn cố giữ cách tập luyện đó. Khi đập vào tường, con sẽ không quay đầu lại. Vậy gì từ từ nói chuyện nha. Con đi lấy hàng đã. Mẹ à, ngồi đi. Con đi lấy nước cho dì. Đừng khách sáo như vậy chứ. Con mời dì uống nước. Được rồi, cảm ơn con. Để con giới thiệu một chút cho mẹ. Đây là Cao Đại Thượng, đây là mẹ Yên. Cao Đại Thượng, tên nghe hay lắm. Con cảm ơn dì. Con cũng đã lớn tuổi rồi, sao con lại chưa tính tới chuyện kết hôn vậy? Mẹ à, thời còn trẻ, Đại Thượng cũng đã từng yêu vài người, nhưng lần nào cũng bị tổn thương. Nên bây giờ anh ấy tập trung vào sự nghiệp. Nếu anh ấy không gặp con, thì anh ấy đã không tìm thấy bạn gái rồi. Đúng đó, đúng đúng. Đều là những người bị tổn thương trong tình yêu sao? Đúng vậy. Vậy bây giờ con nghĩ đến vấn đề tình cảm gì chưa? Mẹ à, để anh ấy nghĩ. Để Cao Đại Thượng tự nói với mẹ đi. Những điều con nghĩ, Tiểu Lôi cũng nghĩ như vậy. Và con cũng nghĩ như vậy. Ở trong gia đình thì vợ của con luôn là người có tiếng nói. Vẫn chưa đến mức đó đâu. Con bây giờ đang sống ở đâu chứ? Sống ở đây. Và ở bên kia. Ở đằng kia. Mẹ à, Đại Thượng đang ở tạm chỗ này thôi. Con không phải là người bình thường đâu. Nhà anh ấy đang được cải tạo lại. Con có 3 căn nhà. Ở một thành phố lớn như vậy, mua được một căn nhà lớn cũng không dễ dàng.
giá nhà rất đắt, bán mình để mua nhà cũng rất là mệt. Dù mệt mỏi đến đâu cũng mua được nhà, nhất định phải mua được. Đúng rồi, phải mua chứ. Cái thu mà không có nhà thì không ra hệ thống gì được. Con Hải biết thật, có thể nào đưa dì đi xem căn nhà của con được không? Có tiện hay không vậy? Không thành vấn đề. Mẹ à, nhà anh ấy đang được sửa lại. Lúc nào xong rồi chúng ta vào xem sao? Con không để mẹ xem qua. Con nói xem mẹ có thể yên tâm hay sao chứ? Tiền mà đúng không đại thiện? Con sao? Được rồi, chị thì xem căn phòng nhỏ của con trước. Chị cứ xem qua đi. Anh có nhà ở đâu vậy? Tìm Huệ Phương. Huệ Phương, Huệ Phương à, Huệ Phương đến đây, có chuyện rồi. Nhanh lên, nhanh một chút. Đừng gấp vậy chứ, cô đang có một căn nhà đang sửa chữa đúng không? Cho tôi mượn một chút được không? Anh đừng bắt tôi nói dối theo anh. Là cô ấy kêu tôi nói dối mẹ cô ấy. Đều giống nhau thôi. Giống vậy tôi muốn ngân rồi. Không nghĩ rằng bà ấy muốn xem thật. Cũng tại anh hết. Sao anh đồng ý với bà ấy chứ? Mẹ của cô ánh mắt và miệng rất có khẩu khí. Tôi có thể không đồng ý được hay sao chứ? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đi chìa khóa cho hai người tùy ý sử dụng. Vậy cậu nhanh lên đi chứ. Không phải mình đã giúp cậu sao? Cho mẹ mình xem thử, xong rồi mình sẽ trả lại. Đi nhanh đi, anh cũng đi đi. Tôi đi. Mời dì vào xem thử. Bên này là phòng bếp. Đây là nhà vệ sinh. Đây có thể là phòng khách. Có thể là sao chứ? Đây chính là phòng sắt. Bên này. Còn đây là phòng ngủ chính. Đây là tủ. Trong phòng ngủ luôn có nhà tắm. Nhìn cũng không tệ. Ngôi nhà này cũng khá rộng rãi. Đúng vậy. Khi nào rảnh thì cô chú đến đây ở. Sao vậy Lộ Lộ? Ý con không muốn bà mẹ đến đây hay sao chứ? Con đồng ý mà. Con đồng ý gì mẹ? Mẹ quay về tái hôn với ba con xong, để bọn con kết hôn xong, chúng ta sẽ qua đây cùng sống với nhau. Được thôi, để hai đứa cưới xong có em bé, ba mẹ sẽ qua đây chăm sóc con giúp hai đứa. Như vậy thì tốt quá rồi. Mẹ đi xem thử bên này. Anh thực sự nhập tâm quá rồi đó. Cứ mở miệng là hứa thôi. Căn bản đó chính là cách mà chúng ta vẫn sống hàng ngày mà. Tôi nói cho cô biết, nói dối cũng giống như một canh bạc vậy. Càng đánh sẽ càng hăng. Dì ở gì, cứu con với. Không được bắt nạt đại thường. Nhưng mà dì thấy bức tường này có hơi dư thừa, cần phải đập nó đi. Phòng khách này sẽ rộng rãi hơn đó. Đại thừa là có được không vậy? Thì à, bức tường này của con đặc biệt là xây có chủ ý rồi. Con cảm thấy như vậy cũng là rất ổn. Con không thấy bức tường này có chút gì đó cản trở phong thủy hay sao chứ? Không được đâu, đập nó đi. Vậy được, con sẽ phá nó. Để ngày khác phá nó đi vậy. Còn đợi ngày nào nữa chứ? Nếu như mẹ đi rồi con không phá nữa thì sao? Phá ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Phá ngay bây giờ. Phá đi. Dù sao thì nhà này cũng là của Huệ Phương mà. Phá nhanh lên đi chứ. Tôi phá đi. Dừng lại. Gì à? Gì làm gì vậy chứ? Ngôi nhà này như vậy đã xong rồi đó. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện xem thử. Đến bệnh viện con sao? Có được không đại thượng? Có được không? Nhất định là được chứ.
Bác sĩ Cao à, không phải anh đang được nghỉ hay sao? Một chút nữa có mẹ luật sư Bào đến đây tham quan, nên nhớ gọi tôi là viện trưởng Cao. Anh làm phó viện trưởng cũng chưa chấp nhận được hay sao? Còn muốn bọn tôi gọi là viện trưởng? Tôi là viện trưởng sẽ tăng lương cho cô. Được thôi. Được rồi. Không thành vấn đề. Cảm ơn nhiều chủ biên Dương. Tạm biệt viện trưởng. Bác sĩ Cao, vì đúng lúc đó chuyện tôi nói anh làm phó viện trưởng, anh suy nghĩ thế nào rồi? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn trực tiếp làm viện trưởng. Viện trưởng, tôi sẽ đi thực tập. Vậy tôi thì sao chứ? Cô làm trợ lý đi. Trợ lý? Sự việc là như thế này. Bà Tiểu luôn mơ mộng như vậy, nhưng lại có một người mẹ không hề mơ hồ chút nào. Cảm ơn. Vài ngày trước đây cô ấy tự mình đào một cái hố lớn. Mẹ thực sự muốn đến văn phòng để tìm gặp anh ấy sao? Con không vào đâu. Mẹ vào đi, con ở đây đợi. Tôi hiểu rồi. Vậy ý của anh là muốn tôi cùng với hai người diễn kịch để gạt mẹ cô ấy hay sao? Cô đúng thật là rất thông minh. Nhưng mà khí chất và phong cách của tôi, ai mà tin tôi là trợ lý của anh chứ? Điều đó không có nghĩa tôi là một người thành công sao? Anh không biết xấu hổ à? Tôi đều nhận là một viện trưởng, lại kêu tôi đi diễn kịch cùng mấy người. Thì diễn một lúc thôi, để sau khi diễn xong tôi có thể làm cháu trai của cô luôn được không? Bác sĩ Cao à, anh chỉ vì muốn giúp luật sư Bào, có thể để tôi là bà nội của anh hay sao chứ? Anh chỉ đang diễn hay anh muốn nó trở thành thật đây? Nhà sắp cháy rồi, tôi sẽ bù cho cô sau được không bà nội? Được rồi, tôi giúp anh. Nhưng mà một lúc nữa tôi cần phải gặp phóng viên để trao đổi gì, cho nên anh phải nhanh lên một chút. Cô mau lên đi. Nhưng mà cảm giác được làm viện trưởng thực sự rất tốt, rất hoàn hảo. Cô có thể đi rồi, mau đi đi. Anh cũng có thể trở thành viện trưởng như thế này. Nhanh lên đi chứ. Giúp tôi đóng cái này lại. Cả những miếng giấy này nữa. Bức ảnh này của ai vậy? Của tôi đó. Xin lỗi, nhưng mà vẫn nên chịu đau khổ một chút. Cô gái, tôi muốn tìm viện trưởng Cao. Viện trưởng Cao đang ở trong phòng làm gì? Nhanh lên, cởi áo ra. Làm gì vậy chứ? Kêu cô cởi áo ra có sai không? Tại sao tôi phải cởi áo ra chứ? Cô nhìn kỹ trên áo cô xem. Hay chỉ viện trưởng rõ ràng kìa. Mời tôi nhìn tôi còn không dám nhìn đó. Ai cần nhìn chứ? Đến đó mở cửa đi. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, phải chỉnh cho quần áo trước khi làm việc. Cô không nhớ hay sao chứ? Không sao. Đại thượng à, con cần phải có thái độ hòa quản với đồng nghiệp chứ. Đừng nên tức giận như vậy. Đúng vậy. Gì à? Đừng gì vào trong này. Ngồi đi. Cô đi rót nước. Trợ lý của con không được nhanh nhẹn cho lắm. Dì uống nước đi. Cô trợ lý nhà của con phong cách không tệ. Sao con không đổi trợ lý đi chứ? Xem ra bệnh viện của con cũng khá cao cấp và tốt đó. Bình thường thôi. Chị đứng thứ ba trên cả nước. Làm gì vậy chứ? Còn việc gì cần tôi làm không? Làm cái gì cô còn không biết hay sao? Sao cô không có nghị lực gì hết vậy? Cô đi ra ngoài ngay lập tức. Đi ra ngoài. Được rồi. Tôi đi được chưa? Được thôi. Tôi đi trước. Gì à? Chị cứ từ từ xem đi. Cao đại thượng, tôi sẽ làm anh khóc mà không biết lý do.
Bệnh viện con hoạt động cũng tốt, không giống gì gì. Chủ yếu là vì kỹ năng của con quá tốt, nên con đã được mời về làm phẫu thuật thẩm mỹ và được giữ lại sau 3 tháng. Cái này gọi là chiêu trò mà ăn cả thế giới. Dì à, bây giờ dì cũng đã xin qua con người của con, nhà của con, bệnh viện của con rồi. Dì đã cảm thấy yên tâm chưa? Không nhất thiết phải như vậy đâu. Hiện tại dì yên tâm rồi. Vậy dì có dự định sẽ về nhà sau khi sinh nhật của Tiểu Lộ không? Dì cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi tham quan xong bệnh viện của con, dì muốn cầu cứu con một chuyện. Chuyện gì dì cứ nói đi. Người gì cũng không thành vấn đề. Thật sao? Dì muốn nhờ con giúp dì phẫu thuật miễn phí. Dì muốn phẫu thuật hay sao chứ? Dì không yêu cầu quá cao. Sau khi phẫu thuật xong, đứng với Lôi Lôi giống như là hai chị em là được. Yêu cầu này cũng không quá cao đâu. Nhưng mà làm cái này tốn rất nhiều dao kéo, rất là nhiều tiền. Như vậy là ý gì chứ? Ý của con muốn nói là gì? Ý là gì không thể sửa được mặt hay sao chứ? Không phải như vậy. Nghĩa là gì nói? Làm sao con có thể phân biệt đối xử với người già được chứ? Giả lại gì cũng không phải người già. Con nghĩ đi. Con mở bệnh viện thẩm mỹ như vậy, còn là một chuyên gia về thẩm mỹ, vậy thì làm thế nào mà không thể giúp gì trẻ hơn được? Nếu vậy thì có phải dì sẽ xấu hổ khi giới thiệu con cho người khác hay không? Ý của dì không hề có vấn đề. Nhưng mà con muốn hỏi dì ba câu hỏi. Cơ thể, làn da và tóc của dì đều được ba mẹ dì cho. Dì muốn phẫu thuật thẩm mỹ, dì phải hỏi Tiểu Lôi có đồng ý hay không? Chuyện này có liên quan gì đến con gái của dì chứ? Dì là bà nội của nó mà. Vậy bà ngoại có đồng ý hay không? Bà ngoại con bé, bà ấy bây giờ già đến nỗi không còn nhận ra gì là ai. Vậy câu hỏi thứ hai là, người phụ nữ tự làm đẹp cho người mình yêu, nếu gì làm phẫu thuật, bà của Tiểu Lôi có đồng ý hay không? Vậy chính là muốn mình xinh đẹp một chút, có thể tái hôn với ba của con bé. Vậy thì câu hỏi thứ ba, người ta nói hàng rẻ thì không tốt, hàng tốt thì không thể rẻ, không so sánh thì không ngại. Nó rất là đắt. Bệnh viện do bản thân con mở, nhưng con vẫn muốn lấy tiền của dì sao? Nói như vậy thì dễ dàng quá. Được rồi. Ở trong sổ tiết kiệm của dì có 200 ngàn. Con xem có đủ lớn hay chưa? Con sao có thể lấy tiền của dì được chứ? Còn về khoản chi phí đó, con sẽ tìm cách có thể giảm giá cho dì. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy bây giờ dì sẽ ở thêm vài ngày, để sau khi con phẫu thuật cho dì xong rồi, dì sẽ về nhà được không, đại thiện? Dạ được, không sao đâu. Mấy vị thì mẹ đồng ý rồi. Thực sự đồng ý sao? Mẹ đồng ý thật mà. Tiểu Lôi à, con cũng không hề nhỏ tuổi nữa. Con còn muốn tìm thêm cái gì nữa chứ? Ý mẹ là gì đây chứ? Ở tuổi con không lẽ phải khóc lóc đi bán hàng hay sao chứ? Mẹ sợ con giống như mẹ khi còn trẻ, chọn lựa rồi trở thành một cô gái ế, vẫn may mắn khi cuối cùng cũng gặp được ba của con. Ba con không phải rất tốt hay sao? Tốt, tốt cái gì mà tốt chứ? Nhưng mẹ cảm thấy bạn trai của con thật sự rất tốt, thanh lịch và rất có khí chất. Được mẹ thông qua không dễ dàng gì. Thông qua thì thông qua rồi, nhưng mẹ vẫn muốn kiểm tra khả năng kinh doanh của cậu ấy. Ý mẹ là gì đây? Con nghe không hiểu lắm. Mẹ muốn cậu ta làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi đó. Mẹ muốn sửa cái gì nữa? Ai nói với con mẹ có tuổi rồi thì không được sửa nữa chứ? Mẹ sửa đẹp thì cũng sao, nhưng mà mẹ sửa không đẹp, nhìn vào rất không tự nhiên.
Không phải con gái cậu ấy là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu hay sao chứ? Sao lại sợ không tự nhiên được? Mọi người đến đây không phải để thảo luận việc này với con hay sao? Bây giờ nhìn mẹ giống rất duyên dáng rồi. Tại sao mẹ lại muốn sửa nữa? Bởi vì mẹ muốn đẹp hơn, trẻ hơn. Mẹ muốn trẻ hơn cũng không được nữa hay sao chứ? Cao đại thượng cũng đã đồng ý rồi. Sao anh ta lại đồng ý chứ? Tôi không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào khác. Ngay cả khi một người bình thường đến tìm gặp tôi để phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cũng không thể từ chối được. Không được, tôi không đồng ý để mẹ tôi phẫu thuật được. Vậy cô nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì đây? Vậy anh kiếm cớ dọa cho bà ấy sợ đi. Anh phóng đại tác dụng phụ của việc phẫu thuật, nói rằng sau này già đi sẽ nhanh hơn. Đây không phải là những lời xuất phát từ tấm lòng. Tôi là một chuyên gia thẩm mỹ cao cấp, bây giờ cô bắt tôi phải hạ thấp kỹ năng phẫu thuật của mình. Cô lấy con dao đâm vào tim của tôi luôn đi. Nhưng mà dù sao thì anh cũng không được sửa cho bà ấy. Anh tự tìm hướng giải quyết đi. Tôi nghĩ cô nên thay đổi suy nghĩ của mình thoáng một chút, đúng không? Người già cũng có quyền làm đẹp mà. Cao đại thượng, nếu anh dám dùng dao kém với mẹ tôi sẽ dùng dao kém với anh đó. Chuyện này là gì vậy chứ? Tôi phẫu thuật cho mẹ cô, tôi còn phải biến thành kẻ ngốc nữa sao? Được rồi, tôi không sửa cho mẹ cô là được rồi chứ. Được rồi, vậy tôi sẽ đưa mẹ tôi vào đây. Anh tự nói với bà ấy, xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng văn phòng đã dùng xong chưa vậy? Bây giờ tôi có việc cần phải thảo luận. Không cần đâu viện trưởng, cảm ơn cô rất nhiều. Xin lỗi cô nhiều nha. Không có gì đâu, không có gì. Chúc hai người thành công. Mời cô ngồi. Mọi người bàn chuyện đi. Mời cô ngồi. Tiểu Kiến, Tiểu Kiến à, hôm nay sinh nhật của chị Tiểu Lôi đó. Cô ấy có mời tôi tham gia, cũng có gửi tin nhắn cho tôi rồi. Bây giờ tôi đang suy nghĩ nên tặng quà gì đi. Đúng rồi, cậu tặng quà gì chứ? Tôi tặng bánh sinh nhật. Vậy để tôi tặng đến sinh nhật nhé. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Còn keo kiệt hơn cả Cao Đại Thượng. Cao Đại Thượng đâu rồi chứ? Đã bị bà Tiểu Lôi gọi đi giả làm bạn trai để nói dối mẹ cô ấy rồi. Bà Tiểu Lôi muốn anh ấy giả làm bạn trai hay sao? Sao cô ấy không chọn diễn viên chứ? Nếu chọn sao không chọn tôi? Tôi chắc chắn sẽ làm cô ấy hài lòng. Chọn cậu sao? Thật hay giả vậy chứ? Đương nhiên phải chiến đấu rồi. Đây còn là vấn đề về danh dự. Biết đâu nói dối thành sự thật thì sao? Nhìn con người cậu không trong sạch gì hết, chẳng trách sao không được người ta chọn. Đương nhiên khi nào nghiêm túc mới tìm tôi rồi. Nếu như muốn tìm người để gì, tôi cũng không tìm cậu. Nhưng tìm Cao Đại Thượng là sai lầm rồi. Tôi chắc chắn 250% mẹ của Tiểu Lôi sẽ không đồng ý. Dì à, tôi khuyên dì đừng nên làm phẫu thuật nữa. Dì chỉ muốn xóa đi nếp nhăn, để trẻ thêm một chút thôi mà. Con nói cho dì nghe, cách xóa nếp nhăn này phải tốn đến nửa năm mới làm được. Và điều quan trọng nhất là dì phải chịu đau thật tốt. Khi làm phẫu thuật cần phải gây mê. Nếu không dùng thuốc gây mê sẽ rất đau đớn. Nhưng gây mê rồi sẽ làm tổn thương đến não, có thể sẽ không tỉnh lại được. Còn nếu dùng thuốc tê sẽ đau đến mức có thể tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng ở đó không ai có thể giúp dì được. Dì sẽ rất sợ hãi khi nghe tiếng dao kêu liên keng ở khắp nơi. Được rồi, con đừng nói nữa. Con đang hù dọa gì đúng không? Vậy bây giờ dì còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ nữa không? Trong trường hợp này thì... Vậy con mở bệnh viện này ra để làm gì chứ? Con đang lừa tiền người ta hay sao? Dì à, dì nói cô quá đáng lắm. Anh không muốn ở lại bệnh viện này nữa đúng không? Trợ lý này sao lại ăn nói với con vậy chứ? Ai là viện trưởng chứ? Thành thật xin lỗi dì. Tôi chỉ vừa mới đến nên không biết điều đó. Anh ấy là viện trưởng. Viện trưởng, dì này thật ra là người lớn tuổi cũng có thể làm được phẫu thuật. Người già cũng có quyền được làm đẹp mà. Con xem cô trợ lý xinh đẹp này nói rất đúng. Con muốn làm cho dì sợ thôi. Dì biết là Tiểu Lôi không muốn cho dì làm phẫu thuật. Dì à, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Người già cũng có quyền được làm đẹp. Làm gì có chuyện đó chứ? Con đảm bảo với dì luôn. Cô đảm bảo gì chứ? Ai mới là viện trưởng? Ai mới quyết định đây? Là anh. Anh chính là viện trưởng. Viện trưởng Cao à, chúng ta giúp dì làm được không? Làm tất cả những yêu cầu mà dì đưa ra. Bất kể điều gì cũng được. Tất cả đều là miễn phí. Tôi muốn làm thì tôi làm. Tôi không muốn làm thì tôi không làm. Tất cả là do tôi quyết định. Cô đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi. Ngay lập tức. Tôi đi ngay. Viện trưởng à, chủ đề người già muốn làm phẫu thuật đang là chủ đề nóng. Tôi đi ngay đây. Từ từ nói chuyện. Người trợ lý này sao lại kỳ lạ vậy chứ? Cho dù tình hình thế nào, con cũng sẽ kêu bọn họ đi. Những phóng viên này bận rộn lắm, nên phải yêu cầu họ ra ngoài.
Dì hãy nhìn con. Đúng vậy, nhìn vào con đi. Dạo này phóng viên như vậy tràn lan khắp mọi nơi. Từ đây bọn họ còn phát hiện được tiêu điểm nóng của xã hội. Có rất nhiều người già ít hiểu biết như vậy, cứ nhất quyết đòi làm phẫu thuật cho bằng được. Con đang nói gì vậy chứ? Con không nói gì. Con đang nói hiện nay có rất nhiều người lớn tuổi mới có tình yêu với cái đẹp, nhưng họ đã bỏ qua một nguyên tắc, đó là thứ đẹp nhất chính là màu đỏ của hoàng hôn. Ý của con đẹp nhất chính là vẻ đẹp tự nhiên. Nhất là gì? Vì bây giờ đã rất tốt, rất hoàn hảo rồi, hoàn toàn không cần phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Nếu như dì nhất quyết muốn làm, thì có thể suy nghĩ kỹ lại. Nếu như dì vẫn muốn làm, để đến khi sinh nhật của tiểu Lôi kết thúc, tránh những sự cố xảy ra trong quá trình đó có được không? Được rồi, vì dì nghe lời con vậy. Để sinh nhật của tiểu Lôi xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ được, vậy thì tốt. Chậm một chút. Tiểu Lôi à, không cần phải lo lắng nữa. Anh đã thuyết phục được dì rồi. Được rồi Lôi Lôi à, mẹ không phẫu thuật nữa. Đại thừa nói rất đúng, đẹp nhất vẫn là dáng vẻ tự nhiên. Thật sao? Vì lên xe thôi. Đi thôi. Đại thượng à, hôm nay vất vả cho con rồi. Dì mới là người vất vả đó. Dì à, bây giờ con cảm thấy dì nên đi nghỉ ngơi cho thật tốt, để buổi tối hôm nay còn tham gia tiệc sinh nhật của tiểu Lôi. Hai đứa nói chuyện đi. Dạ được, dì cứ nghỉ ngơi đi. Xin chào, cô là phóng viên được viện trưởng cử đến tìm tôi. Có chuyện gì hay sao? Cô muốn viết bài phẫu thuật về mẹ tôi sao? Xin lỗi, nhưng không được đâu. Cô còn muốn đưa bà ấy lên chủ đề nóng hay sao chứ? Tôi nói cho cô biết, chuyện đó là không được. Mẹ à, mẹ qua đây một chút. Mẹ đã nói gì với phóng viên mà người ta biết mẹ sắp phẫu thuật thẩm mỹ vậy? Chuyện đó là như thế này. Tiểu Lôi à, dì không hề nói gì với phóng viên. Khi anh với dì đang nói chuyện, tình cờ phóng viên nghe được thôi. Trước tiên là con đừng nói gì hết. Mẹ chỉ muốn phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà, có sao đâu chứ. Chuyện này nếu được đăng lên báo chí và trên mạng sẽ trở thành chủ đề nóng. Một người phụ nữ đã 60 tuổi rồi mà gương mặt như 40, xem có được cười hay không chứ. Nếu biết được ba con sẽ nghĩ như thế nào đi. Rồi những người xung quanh nữa. Mẹ phẫu thuật liên quan gì đến con chứ? Sao lại không liên quan? Con là con của mẹ. Mẹ cứ muốn làm phẫu thuật đó, ai cản được mẹ? Nếu không mẹ sẽ ở đây luôn. Mẹ muốn làm gì thì làm. Con không thể chịu được điều đó trong ngày sinh nhật của mình đâu. Tiểu Lôi à, làm gì vậy chứ? Cô sao vậy? Có gì từ từ nói không được sao? Anh đừng tỏ ra bản thân của mình vô tội, trong khi anh và viện trưởng đang cùng trên một con thuyền. Dì Huệ Phương à, có chuyện gì sao? Có ai biết vì sao Tiểu Lôi lại nổi điên như vậy không? Hôm nay là sinh nhật của ấy, không phải đã cãi nhau với anh Cao đó chứ? Nếu anh muốn mẹ tôi làm quảng cáo cho bệnh viện của anh, thì anh chính là một kẻ vô đạo đức. Tôi là một kẻ vô đạo đức hay sao? Tôi là vì ai chứ? Vì tôi sao? Tôi là vì cô đó. Vì cô mà ngay cả con ruột của mình cũng không thể đi chơi cùng được. Tôi cũng là vì cô diễn cho mẹ cô xem. Bây giờ tôi thành một kẻ vô đạo đức. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Anh không muốn diễn với ai? Tôi không muốn diễn với cô.
起陪伴，失去的不仅仅是安全感。雨夜后的狂欢，享受不来孤单，原来最渴望有你陪伴。相亲注定这未来，被阳光温暖的日子多自然，心中忐忑不安，只是那爱情的答案，转身之后期待你还在。相见注定着未来，被阳光温暖的日子多自然，心中忐忑不安，只是那爱情的答案，转身之后